Uh, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có cơ may về tiền bạc Cũng như là có cái cơ hội trúng số đổi đời Trong cái ngày 20 tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão Đó là ngày ngày Mộ Thìn Thì để xét theo cái vận về may về tiền bạc ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào thứ nhất là lọc mã quý nhân Thứ hai là cái vận về tài vận, tức là vận thiên tài và chính tài đó. Những người mà có gặp được cái cơ hội là gặp được lọc ấy, và gặp được vận tài vận thì là những người sẽ có nhiều cái cơ may hơn những người khác về cái chuyện tiền bạc trong cái ngày hôm nay, ngày 20 tháng 2 âm lịch. Thì đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, chúng ta đã biết ý, cái ngày 20 tháng 2 20, âm lịch năm 2023 năm Quý Mão thì nó chính là ngày Mậu Thìn đúng không ạ? Ngày Mậu Thìn. À, thì quý vị đã biết bốn cái tuổi là Thìn này, Tuất này, Sửu này, này, Mùi này thì không là lộc của bất kỳ một tuổi nào đúng không ạ? tuổi nào thì cũng có lộc nhưng mà bốn tuổi thìn tuất sửu mùi không là lộc của con giáp nào cả vậy nên cái ngày mậu thìn ấy thì chúng ta sẽ không tìm được cái lộc của nó Đó, không có lộc không có giáp mà được lộc trong ngày này cả và cái ngày mậu thìn ấy thì nó ngũ hành thuộc thuộc mộc Đó, ngũ hành thuộc mộc và để mà xét về những con giáp may mắn nhất được cái vận thiên tài thì chúng ta sẽ dựa vào cái vận chính tài và thiên tài chính tài và thiên tài thì nó sẽ được gì thứ nhất được ngày sinh cho thứ hai nó có ngũ hành là hòa với ngày và thứ ba là gì cái ngũ hành của tuổi nó khác được ngày thì là vận thiên tài nó sẽ có nhiều cái cơ may là gặp được cái tài lộc và có cơ hội trúng số đời đời thì cái ngày là mộ thiên là thuộc mộc đúng không? chúng ta biết mộc thì sinh sinh hỏa vị trí những người tuổi hỏa những người có ngũ hành thuộc hỏa thì sẽ là những con giáp may mắn đầu tiên số 1 ưu tiên thứ hai là chúng ta chọn ngũ hành thuộc mộc và thứ ba là chọn ngũ hành thuộc kim kim khắc mộc thì thì là tài tinh đó như vậy các bạn cứ chọn theo thứ tự là 1, 2 và 3 nhé bây giờ chúng ta cùng xét về vận tài vận thì chúng ta biết ấy, cái ngày mậu thìn ấy thì ngày thìn là không là lộc của ngày con giáp nào cả vậy nên chúng ta sẽ không xét đến lộc của ngày của ngày 20 tháng 2 âm lịch chúng ta đã biết mậu thì bị giáp khác đúng không? giáp mộc khắc mậu thổ thì là thiên tài vậy nên là những người có thiên can giáp sẽ là những con giáp may mắn đầu tiên được. thì những người có thiên can giáp bao gồm 1984 là giáp tý 1974 thì là giáp dần 1964 thì là giáp thìn 1954 thì là giáp ngọ 1944 thì là giáp thân và cuối cùng là 1994 thì là giáp tuất. Đấy, tuổi giáp tí thì ngũ hành thuộc kim. Giáp dần là thủy. Giáp thìn là hỏa. Giáp ngọ là kim. Giáp thân là thủy và giáp tuất là hỏa. Thì dựa theo cái âm dương ngũ hành ấy thì chúng ta xét đầu tiên, còn những người có vận may đầu tiên về tài lộc ấy, về tài vận ấy thì là những người có thiên can thì những người có ngũ hành là hỏa là con giáp may mắn đầu tiên. Hỏa chúng ta có 1994 là giáp tuất và 1964 là giáp giáp sắp thìn đúng không ạ? Nhưng mà cái ngày 20 tháng 2 lịch thì chúng ta cũng diện là thìn tuất là tương xung. Vậy nên những người tuổi tuất cũng không được gặp may mắn trong vận trình tiền bạc trong ngày hôm nay. Mà chỉ có những người tuổi gì? Tuổi thìn 1964 là con giáp may mắn đầu tiên. Đó. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai là những người cũng có hành thuộc mộc thì trong này không có mộc ạ. Và thứ hai, thứ ba là gì? Những người cũng có ngũ hành thuộc kim. Tuổi kim thì chúng ta có gì? Tuổi thân là 1944 là giáp thân và 1984 là giáp tý. À, những người có ngũ những người có ngũ hành thổ kim thì chúng ta có 1984 là giáp tý ngũ hành thổ kim thứ hai là 1954 là ngũ hành thuộc kim là giáp ngọ đúng không ạ nhưng mà thìn và ngọ là gì cũng gặp vào tình trạng là xung phá vậy nên là những người tuổi ngọ thì cũng cơ may cũng thua những người tuổi tý những người tuổi tý được cục diện là gì thân tí thì là tam hợp vậy nên nó sẽ là con giáp may mắn thứ hai đó à, thưa quý vị thì trong mỗi một cái địa chi đúng không ạ ngày này ngày ngày thìn ngày thìn thì sẽ ẩn tàng ba địa chi là gì mậu quý và ất Đúng không? thì trong mỗi địa chỉ ẩn tàng thì chúng ta cũng sẽ xét theo những cái thiên can nó tác động đến để nó tạo ra cái gì? cái vận thiên tài thì với những người có thiên can mậu ấy những người thiên can mậu thì chúng ta xét rồi đúng không? thì bị gì bị giáp khắc giáp khắc mậu thì nó là nó là thiên tài Đó. tiếp theo là những người có thiên can quý quý thì bị gì quý thủy bị kỳ thổ nó khắc vị trí là kỳ thổ thì chúng ta sẽ có những người tuổi kỷ những người tuổi kỷ thì đã gặp vận thiên tài Đó. thiên tài nó tàng ẩn ở, ở trong thì bao gồm những tuổi sau này đầu tiên là những người sinh năm 1900 1949 là kỳ xíu thứ hai là 1999 là kỳ mão thứ ba là 1989 là kỳ tị một chín là kỳ mùi một chín là kỳ dậu và cuối cùng là 1959 là kỳ hợi đó thì những người tuổi kỷ xíu ấy ngoài hành thuộc hỏa 1999 là ngoại hành thuộc thổ 1989 là ngoại hành thuộc 1979 là ngũ hành thuộc hỏa. 1969 là ngũ hành thuộc thổ. Và 1959 kỷ hợi ngũ hành thuộc thuộc mộc, bình địa mộc đó. Bây giờ ta xét này, những người thiên can ẩn tàng của hỏa đó Hỏa thì chúng ta là ưu tiên số 1, vị trí là những người 1949 kỷ xíu và 1979 kỷ Mùi thì sẽ là những con giáp may mắn đúng không ạ? Như vậy là gì? Những người tuổi tuổi Mùi 1979 sẽ là con giáp may mắn thứ nhất và những người tuổi xíu sẽ là con giáp may mắn thứ thứ hai. Tiếp theo ngũ hành thuộc Mộc thì ngũ hành thuộc Mộc chúng ta có 1999 Ngoài thuộc mộc thì chúng ta có 1989 là kỷ tỵ Là ngoài thuộc mộc thì con giáp này là may mắn thứ ba Và 1959 là kỷ hợi thì là may mắn thứ thứ tư Đó, đó là những con giáp may mắn tiếp theo Còn ngũ hành thuộc kim thì trong những người tử kỳ thì không có tuổi nào là ngũ hành thuộc kim đó. Tiếp theo chúng ta xét đến thiên can ất đúng không Ất thì tân gặp ất thì nó là nó là thiên tài Vậy nên là những người có thiên can tân cũng ra là một trong những cái con giáp may mắn trong cái ngày 20 tháng 2 lịch Thiên can tân thì chúng ta có cái gì Đầu tiên là tân sửu là 1961 đúng không ạ Tân Mão là 1951. Tân Tỵ là 1 là 2001. Đó, tiếp theo là Tân Mùi là 1991. Đó. Tân Dậu là 1981 và cuối cùng là Tân Hợi 1971. Đó. Thì Tân Sửu 1961 cũng thuộc thổ. Tân Mão 1951 cũng thuộc mộc. À Tân Tỵ là Ngoại thuộc kim. Tân Mùi ngôi thuộc thổ. Tân Dậu ngôi thuộc mộc. Và Tân Hợi ngôi thuộc kim đó bây giờ chúng ta xét về thứ tự ưu tiên đúng không ạ thì ngũ hành thuộc hỏa hỏa thì trong những người tuổi tân không có tuổi nào thuộc hỏa tiếp theo cái ngũ hành thứ hai chúng ta xét là ngũ hành mộc mộc thì chúng ta có 1951 là tân mão là ngũ hành thuộc mộc thứ hai là gì 1981 là tân dậu là ngũ hành thuộc mộc nhưng mà những người tuổi dậu ấy sẽ có nhiều cái cơ may may mắn hơn những người tuổi tuổi mão vì là những người tuổi mão gặp cục diện là thìn và mão là lục hại còn những người tuổi dậu ấy thì được cục diện là gì thìn và dậu là là nhị hợp nó rất tốt đó. Và tuổi thứ hai là tuổi Tân Mão 1951. À, thứ ba là ngũ hành thuộc kim, thuộc kim thì chúng ta có gì? Có Tân Tỵ 2001 và Tân Hợi là 1971. Đó. À, thì những người tuổi Tân Tỵ 2001 sẽ là con giáp may mắn thứ ba và Tân Hợi 1971 là con giáp may mắn thứ tư. Đó. Đó là những con giáp mà có vận thiên tài thì vì nó không ít thì nhiều, không có cơ hội trúng số thì các bạn trong những ngày này thì những con giáp này cái tài vận cũng cực kỳ hanh thông và thuận lợi. Đó. Sau đây là ba con giáp may mắn nhất trong cái ngày 20 tháng 2 lịch. Con giáp đầu tiên đó, đó là những người tuổi 1964 là giáp Thìn, ngũ hành thuộc hỏa. Số là giáp Thìn ngũ hành thuộc hỏa. Thứ hai là những người sinh năm 1900, 1959. Thứ hai là 1979 là những người sinh năm Kỷ Mùi, ngũ hành thuộc thổ hỏa. Và thứ ba là những người tuổi những người tuổi Tân Dậu 1981. Tân Dậu là ngoài thuộc thuộc mộc thì đây là ba con giáp may mắn nhất dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày ngày Mộ thìn ngày 20 tháng 2 âm lịch thì bên cạnh những con giáp may mắn nhất này thì ba những ai mà có cái tuổi liên can thiên can giáp này giáp kỷ và tân đúng không? tức là những người có đuôi 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 năm sinh ấy, tận cùng bằng số số 4 số 9 và số 1 thì sẽ là những con giáp may mắn nhất trong cái vận tiền bạc trong cái ngày 20 tháng 2 âm lịch đó. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất có cơ hội trúng số đời đời và gặp nhiều cái may mắn trong cái vận trình tiền bạc của cái ngày 20 tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.